Cuộc sống hạnh phúc xin thân ái chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng điểm qua nội dung chính trong video. Ngâm chân vào nước nóng cho dễ ngủ, người phụ nữ tử vong chỉ vì một sơ suất nhỏ, nhiều người mắc phải. Mặc dù ngâm chân có tác dụng rất tốt cho sức khỏe, nhưng không phải bất cứ ai cũng có thể áp dụng phương pháp này, bởi nếu không cẩn thận, có thể gây tử vong. Một người phụ nữ 46 tuổi tên Ninh tại Trung Quốc bị ngất xỉu ở nhà khi đang ngâm chân và qua đời ngay sau đó. Cụ thể, cô Ninh này từng bị mất ngủ do thời tiết quá lạnh, nên quyết định thử phương pháp ngâm chân vào nước nóng với mong muốn giúp giấc ngủ sâu, giúp khí huyết lưu thông và làm ấm cơ thể. Tuy nhiên, điều không may đã xảy ra, vừa ngâm chân được khoảng 5 phút, cô Ninh bị ngất xỉu và ngã xuống nền nhà. Mặc dù được gia đình đưa đi cấp cứu ngay sau đó, nhưng người phụ nữ vẫn không qua khỏi. Theo chẩn đoán của bác sĩ, cô Ninh tử vong do phình và vỡ mạch máu, nguyên nhân đến từ hành động ngâm chân ngay trước đó. Câu hỏi được đặt ra là, tại sao ngâm chân được coi là phương pháp tốt cho sức khỏe lại gây hậu quả như vậy? Để giải thích điều này, bác sĩ cho biết, tuổi tác càng cao thì các thành mạch máu càng yếu. Khi thời tiết và cơ thể đang lạnh, đột nhiên nhúng chân vào nước nóng khiến cơ thể rơi vào tình trạng sốc nhiệt, máu lưu thông nhanh hơn, các mạch máu chịu áp lực lớn trong thời gian ngắn, dẫn đến phình và vỡ. Những người tuyệt đối không ngâm chân nước nóng, thảo dược trong mùa lạnh. Theo Đông y, đôi chân là gốc rễ của cơ thể, chứa nhiều huyệt đạo quan trọng và vô số rễ thần kinh liên quan mật thiết đến thần kinh đại não, cũng như từng cơ quan vị trí trải dài trên khắp cơ thể. Việc ngâm chân với nước nóng hay thảo dược trong mùa lạnh hoặc sau khi dầm mình dưới mưa sẽ giúp tránh nguy cơ cảm lạnh, phong hàn, cải thiện đáng kể một số bệnh thường gặp. Tuy nhiên, không phải ai cũng nên ngâm chân vì đã có những trường hợp chân biến chứng nặng vì thói quen này. Ngâm chân nước nóng, thảo dược được áp dụng cho những trường hợp mất ngủ, đau nhức xương khớp do lạnh, đau lưng, đau dây thần kinh tọa, vân vân. Nhưng phương pháp ngâm chân là chống chỉ định cho các trường hợp rối loạn cảm giác vùng bàn chân, các vết thương hở nhiễm trùng, người bị tăng huyết áp, đái tháo đường, suy giãn tĩnh mạch, phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ. Đặc biệt, nhiều bệnh nhân đái tháo đường gặp biến chứng do tự ý ngâm chân bằng nước nóng hoặc các loại cỏ cây không rõ nguồn gốc dẫn đến bỏng nặng. Nguyên nhân là do ở những người bị đái tháo đường thường có lớp da chân tương đối mỏng, dây thần kinh và bàn chân không còn nhạy cảm nhiều với nhiệt độ so với người bình thường. Vậy nên, họ sẽ khó cảm nhận được chính xác nhiệt độ của nước, mất nhiều cảm giác về nóng nên rất dễ bị bỏng da. Hơn nữa, người bị đái tháo đường chỉ cần bị một mụn nước nhỏ mà không xử lý kịp thời, ngâm chân với các loại lá có thể dẫn tới viêm loét, nhiễm trùng bàn chân. Để bảo vệ sức khỏe, khi thực hiện ngâm chân, mọi người cần tham vấn ý kiến bác sĩ, lưu ý nhiệt độ nước ngâm chân không vượt quá 60 độ để tránh sung nhiệt và gây bỏng da. Sau ngâm, cần lau khô chân ngay. Các lở loét do biến chứng của bệnh đái tháo đường cần phải cân nhắc rất kỹ về các dược liệu gây dị ứng tham gia trong bài thuốc ngâm chân. Thời điểm ngâm tốt nhất là trước khi ngủ, ngâm hai chân vào nước ấm chừng 40 độ C, thời gian ngâm chừng 20 đến 30 phút. Sau khi ngâm, cần lau sạch chân bằng khăn khô. Trong ngày lạnh, phải ủ ấm chân ngay để tránh lạnh. Để làm tăng công dụng tĩnh tâm an thần, có thể kết hợp xoa bóp chân và lòng bàn chân. Dấu hiệu nguy hiểm cảnh báo tắc nghẽn động mạch, nhận biết sớm, nguy cơ bị đột quỵ sẽ giảm. Quan trọng nhất là bạn phải biết các dấu hiệu của bệnh tắc nghẽn động mạch để có thể phát hiện kịp thời và đi khám bác sĩ. Từ đó việc chẩn đoán và điều trị sẽ dễ dàng hơn. Chúng ta thường có quan điểm sai lầm rằng căn bệnh tắc nghẽn động mạch là vấn đề của người lớn tuổi. Tuy nhiên trong nhiều trường hợp, những người trẻ trong độ tuổi 20 cũng mắc phải bệnh này.
Đó là lý do tại sao nhiều bệnh nhân không hiểu chuyện gì xảy ra cho đến khi phát hiện bệnh thì quá muộn. Điều rất quan trọng là bạn phải biết các dấu hiệu của bệnh tắc nghẽn động mạch để có thể phát hiện bệnh kịp thời và đi khám bác sĩ. Từ đó việc chẩn đoán và điều trị sẽ dễ dàng hơn. Dưới đây là 7 dấu hiệu nghiêm trọng của bệnh tắc nghẽn động mạch. Thứ nhất, đau ở bắp chân, đùi hoặc hông. Cảm thấy đau chân trong khi hoạt động như đi bộ, bạn hãy cảnh giác với tình trạng các động mạch bị tắc. Điều này có nghĩa là các chi của bạn không nhận đủ lưu lượng máu. Các triệu chứng của tình trạng này có thể bao gồm đau cơ hoặc chuột rút ở chân hoặc cánh tay. Vị trí của cơn đau phụ thuộc vào vị trí của cục máu đông hoặc động mạch bị hẹp. Thứ hai, đau ngực. Đau ngực hay đau thắt ngực là kết quả của việc giảm lưu lượng máu đến tim. Bạn có thể cảm nhận các triệu chứng như tê, co thắt, áp lực, khó thở hoặc nóng ran trong ngực. Thông thường, bệnh nhân sẽ không gặp phải triệu chứng này khi nghỉ ngơi vì nó được kích hoạt khi bạn vận động hoặc xúc động quá mức. Trong một số trường hợp, tình trạng tắc nghẽn động mạch nghiêm trọng đến nỗi cơn đau thắt ngực có thể báo hiệu rằng một người đang bị đau tim. Thứ ba, mất thị lực tạm thời ở một bên. Các động mạch cung cấp máu cho mắt và não. Nếu các động mạch này bị tắc, bạn có thể rơi vào tình trạng mất thị lực tạm thời hoặc mờ mắt ở một bên. Nếu bị tắc nghẽn động mạch cảnh ở hai bên, bạn có thể bị đột quỵ. Vì vậy, nếu thấy bị mất thị lực hoặc mờ mắt đột ngột, bạn hãy đến gặp bác sĩ ngay. Thứ tư, đau lưng dưới. Đây là dấu hiệu nghiêm trọng bạn không nên bỏ qua. Khi lưu lượng máu đến lưng dưới bị giảm, các đĩa giữa các đốt sống trở nên dây vỡ hơn. Và điều này dẫn đến các dây thần kinh bị chèn ép đau đớn. Đây thường là triệu chứng đầu tiên ở những người bị tắc động mạch. Theo một nghiên cứu, 10% người dân ở các nước phát triển đã bị tắc nghẽn động mạch chủ ở bụng khi họ 20 tuổi. Thứ năm, khó thở. Triệu chứng này phát triển khi các động mạch vành bị tổn thương hoặc bị bệnh. Mọi người gặp phải triệu chứng này vì tim không thể bơm đủ máu để đáp ứng nhu cầu của cơ thể. Một nghiên cứu đã tìm ra vấn đề là mọi người thường không coi khó thở là một vấn đề nghiêm trọng. Tuy nhiên, đôi khi đây có thể là dấu hiệu duy nhất của bệnh tắc nghẽn động mạch nghiêm trọng cần điều trị. Bàn chân hoặc bàn tay lạnh. Nguyên nhân gây ra tình trạng này là do bệnh động mạch ngoại biên. Vấn đề này xảy ra khi các động mạch bị hẹp làm giảm lưu lượng máu đến các chi. Bạn nên đi kiểm tra bác sĩ nếu thấy vết thương khó lành hoặc mạch yếu ở bàn chân. Ngoài ra, sự hiện diện của bệnh động mạch ngoại biên có thể chỉ ra rằng bệnh động mạch vành lan rộng sẽ ảnh hưởng đến não hoặc tim, gây ra đột quỵ hoặc đau tim. Thứ bảy, mệt mỏi và chóng mặt. Mệt mỏi là dấu hiệu ít phổ biến hơn của bệnh động mạch vành, nhưng nó có thể xảy ra. Triệu chứng này có thể phát triển do lưu lượng máu kém gây giảm lượng oxy trong cơ thể. Phụ nữ thường hay gặp triệu chứng này nhiều hơn. Nhưng yếu tố nào làm tăng nguy cơ mắc tắc nghẽn động mạch? Theo Viện Tim, Phổi và Máu Quốc gia của Mỹ, các yếu tố làm tăng mức độ rủi ro bị tắc nghẽn động mạch gồm nồng độ cholesterol trong máu không lành mạnh. Điều này cho thấy mức độ cholesterol xấu cao và mức cholesterol tốt thấp. Huyết áp cao. Bạn hãy cố gắng giữ huyết áp không được vượt quá 140/90 mm thủy ngân. Hút thuốc. Thói quen này làm tổn thương và thắt chặt các mạch máu, tăng mức cholesterol và tăng huyết áp. Hơn nữa, hút thuốc còn khiến lượng oxy đến các mô cơ thể không đủ. Thừa cân hoặc béo phì. Chỉ số BMI từ 25 đến 29,9 được coi là thừa cân. Chỉ số cao hơn mức này nghĩa là bạn bị béo phì. Bạn
Bạn có đang tự phá hủy gan của mình mỗi ngày bằng 5 thói quen tai hại nhiều người Việt mắc phải này không? Nhiều người chưa biết rằng các căn bệnh gan hiện nay có nguồn gốc từ những thói quen xấu trong sinh hoạt hàng ngày. Đặc biệt, 5 thói quen tai hại này vẫn có vô số người đang mắc phải. Ăn quá nhiều đồ ngọt. Ăn quá nhiều đồ ngọt không chỉ gây hại cho răng, nó còn có thể tác động xấu đến gan. Gan chuyển hóa đường fructose thành chất béo. Quá nhiều đường tinh chế và sirop fructose có thể gây ra sự tích tụ mỡ ở gan, dẫn đến gan nhiễm mỡ. Một số nghiên cứu cho thấy đường có thể gây hại cho gan tương đương như rượu bia, ngay cả khi bạn không thừa cân. Thức khuya, dậy muộn. Bạn luôn khó chịu mỗi khi cha mẹ nhắc nhở đi ngủ sớm, thói quen mà hầu hết chúng ta bỏ qua khi lớn lên, ra ở riêng và bị cuốn theo những sở thích vô bổ khác. Thực tế là cơ thể chúng ta sẽ thực hiện quá trình thải độc vào thời điểm nhất định trong đêm. Ví dụ, hệ bạch huyết của bạn sẽ được thải độc đầu tiên khoảng 0 giờ đêm đến 2 giờ sáng. Gan sẽ thực hiện chức năng tự tái tạo và thải độc. Tuy nhiên, quá trình này chỉ được thực hiện khi bạn đang ngủ. Nếu bạn phá vỡ chu kỳ tự nhiên, đồng hồ sinh học của cơ thể thường xuyên, chức năng gan sẽ bị ảnh hưởng. Nhịn ăn sáng. Khi bạn thức dậy vào buổi sáng, lượng glucose trong cơ thể giảm xuống rất thấp. Trạng thái này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến chức năng gan và ngăn cản bộ phận này nhận đủ năng lượng để thực hiện các chức năng thiết yếu. Ngoài ra, rất nhiều người bỏ bữa sáng để giảm cân hoặc đổ thừa cho lý do quá bận rộn. Thường xuyên tức giận. Có khá nhiều người không kiềm chế được cảm xúc của mình và dễ nóng giận với nhiều vấn đề trong cuộc sống. Điều này không chỉ khiến tâm trạng của bạn không tốt, khiến mọi người xung quanh không thoải mái, mà nó còn ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe lá gan của bạn. Khi tức giận, cơ thể sẽ bài tiết ra một loại chất gọi là catecholamine, tác dụng với hệ thống thần kinh trung ương, làm cho đường huyết tăng cao, tăng cường axit béo phân giải, độc tố trong tế bào gan và huyết dịch cũng theo đó tăng lên. Nhịn tiểu buổi sáng. Có những người thức dậy và vội vàng rời khỏi nhà với ý nghĩ sẽ ăn sáng và uống cà phê tại nơi làm việc. Khi đó, họ thường nhịn tiểu đến công ty cho kịp giờ làm. Tuy nhiên, đây là một thói quen cực kỳ nguy hiểm. Nhịn tiểu không chỉ làm tổn thương gan mà còn gây hại cho thận. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe. Các bạn nhớ like và subscribe kênh của mình nhé. Xin cảm ơn các bạn.